Đây là phần mềm mà là C Studio. Đầu tiên ta sẽ chọn mở phần mềm. Đây là các bước di chuyển trục x, x trừ, x cộng, y trừ, y cộng, y trừ và z cộng, z cừ. Nó tương tự với các phím trên số tay bên tay phải của bàn phím, tương tự với phím 4, 6, 2, 8 và 1, 9. Để ta các cái chức năng này ta có thể di chuyển được các trục của máy CNC. Ví dụ như là ta ở đây bằng 0, khi ta di chuyển để chế độ job sẽ di chuyển được. Ta sẽ có thể đặt các chế độ mức di chuyển theo từng mm mà ta có thể đặt. Đặt 0,5 thì mỗi bước di chuyển sẽ là 0,5 mm. Đó, nhưng mà hình sẽ hiện 0,5. Tương tự như Y với lại Z đều như vậy. Ví dụ là 1 phân thì sẽ di chuyển là 1 phân. Còn đây là khu vực mà để lấy gốc tọa độ cho trục x, trục y và trục z. Ta sẽ di chuyển bằng cái đến cái tọa độ mà ta cần lấy trục gốc tọa độ. Ví dụ ở điểm này ta đã di chuyển được về đến gốc của tọa độ thì ta sẽ ấn vào đây thì nó sẽ về không, là sẽ tự nhận gốc tọa độ ở đó. Và Z, đây là quá trình lấy Z thì di chuyển đến cái điểm cao như thấp điểm trên bề mặt của vật liệu và chúng ta hạ Z xuống, hạ Z xuống đến bằng bề mặt vật liệu và ta khai báo bằng 0. Là lúc đó ta đã hoàn thành quá trình lấy X, Y, Z. Bây giờ thì nút này một số vài công nút có tác dụng nút là về gốc tọa độ, tương tự đã hiện phím tắt là phím 7. Đó, về gốc tọa độ. Nút này là nút chạy thử, ví dụ một nhập vào một file nào đó ta muốn chạy thử xem cái file đó đúng không thì ta sẽ ấn vào nút này. Ví dụ có một file, ví dụ file CNC này, ta ấn vào đây nó chạy thử. Đó, ta nhìn lên màn hình, bỏ ra thì sẽ là hết. Phím tắt là phím F8, phím chạy là phím F9, phím pause là F10, phím stop là F11. Nút chạy tiếp khi mà stop thì là resume. Đây là thanh công cụ điều chỉnh tốc độ. Khi mở phần mềm lên thì nó sẽ đạt được 100%. Chúng ta phải cho giảm chậm tốc độ. Đây là thanh công cụ điều chỉnh tốc độ Spinner. Quá trình lấy file thì ta sẽ vào file này, ta sẽ xóa file cũ đi và mở một file mới lên, chọn cái file hiện lên, ta mở file ra. Đây là cái lệnh gcode, ta xem thử cái file đó, bỏ dậy xem thử. Trong phần C này thì có phần parameter là phần cài đặt cho hệ thống. Phần này là phần cài đặt cho tốc độ di chuyển bằng tay. Khi di chuyển bằng tay, tốc phần này là phần G0 khi mà di chuyển không nhấc nên không cắt vật liệu. Tốc này là tốc độ của máy. Một vài cái điểm tích này thì ta cũng nên tích theo cái này. Đây là chế độ xuống Z thì ta có thể đặt nhanh chậm Z xuống trong quá trình gia công thì nó trong, hoặc là hơn đặt ở chế độ G0 và chế độ Auto Stop Spinner. Khi Spinner chạy về thì sẽ tự động tắt. Bên trong là phần mềm cài đặt sung, ta đánh chữ Ctrl N,
C Studio. Nó là cái chữ này là C Studio. Bên trong này thì quan trọng là cái thông số xung của X, Y, Z và tùy theo cái bức viết me của máy hoặc là thanh răng thì ta có thể đặt cái số xung này theo cái cài đặt trên driver, ta chia tỷ lệ. Và cái này là cái tốc độ của spinner, thời gian để làm sẽ là làm cho tốc độ spinner quay được tối đa. Ta có thể tăng lên 8.000 được, sẽ được 8 giây. Và cái ví dụ khi ta đang chạy một file này, đang chạy sẽ chờ trong khoảng 8 giây thì nó sẽ bắt đầu spinner quay, xong nó bắt đầu chạy. Tốc độ ta có thể điều chỉnh ở trên đây một cách hợp lý. Khi chạy thì các tọa độ sẽ theo cái file mà ta lập trình. Ví dụ ta muốn đang chạy mà muốn sâu hơn một chút thì ta tạm dừng, ấn nút tạm dừng, ta vào chọn dinh nha, ta có thể cho sâu xuống một tí tùy từng mức. Ví dụ sâu xuống 0,5, sâu xuống 1 ni, ta ấn ok và ta ấn chạy tiếp thì lúc từ lúc này tính trở đi nó sẽ sâu xuống 1 ni, sâu xuống 1 ni so với đây vừa là 5 bây giờ là 6, là sâu xuống 1 ni. Phần mềm là C thì nó cũng khá đơn giản. Đây là phần điều khiển bằng tay. Đây là phần tự động thì khi tạm dừng thì ta có thể điều chỉnh bằng tay được. Đây là nút chạy tiếp câu lệnh trước khi mà stop. Đây nó chạy chỗ này. Đó, nó về cái chạy tiếp câu lệnh.